Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo Lương Home. Quý vị thân mến, những mẫu biệt thự đã được người ta mô tả bằng những tính từ như mỹ miều, xa hoa, hoành tráng. Đến với chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị bộ sưu tập những mẫu biệt thự sang trọng và đẳng cấp bậc nhất năm 2022. Với nhiều phong cách thiết kế cùng sự biến hóa tài ba, các kiến trúc sư đã mang đến những căn biệt thự với vẻ đẹp mới mẻ và riêng biệt, thể hiện được đẳng cấp của gia chủ. Đối với những khán giả đã theo dõi Thảo Lương Home thì chắc hẳn đã không còn xa lạ với những mẫu nhà đẹp, những công trình chất lượng cũng như những hình ảnh chuyên nghiệp của công ty. Còn nếu đây là lần đầu tiên quý vị biết đến chúng tôi thì đừng bỏ lỡ những thông tin thú vị ngay sau đây nhé. Để xem Thảo Lương Home là ai và chúng tôi đã làm những gì, tại sao quý vị nên hợp tác với chúng tôi nhé. Thảo Lương Home xin kính chào quý khách. Tự Hào luôn là đơn vị tiên phong đi đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên toàn quốc, với sứ mệnh mang đến một sự khác biệt, một phong cách riêng trong quá trình kiến tạo từ không gian sống cho khách hàng. Hệ thống chi nhánh trải dài cả nước, Thảo Lương Home luôn hướng đến mục tiêu tạo ra xu thế nhà đẹp, thiết kế mang tầm đẳng cấp quốc tế, thẩm mỹ cao, hợp phong thủy, công năng sử dụng hợp lý và phù hợp với ngân sách của mỗi gia đình. Để được hỗ trợ tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0564 333 999, 0584 333 999, 0374 335566. Thảo Lương Home, kiến tạo không gian, vững xây hạnh phúc. Vừa rồi là đôi lời ngắn gọn về chúng tôi. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, đừng rời mắt khỏi màn hình để cùng Thảo Lương Home chiêm ngưỡng những công trình biệt thự đẹp say đắm lòng người ngay sau đây nhé. Với đặc điểm là công trình kiến trúc bề thế, sang trọng và đẳng cấp, từ lâu biệt thự đã trở thành mơ ước của bao người. Có rất nhiều mẫu biệt thự mái Thái, biệt thự tân cổ điển, biệt thự hiện đại, biệt thự mái Nhật, và mỗi mẫu biệt thự đều có vẻ đẹp riêng. Khi nhắc đến biệt thự, chắc chắn đứng đầu bảng xếp hạng sẽ là mẫu biệt thự tân cổ điển. Đây là mẫu biệt thự nhận được nhiều sự quan tâm của các gia chủ. Tuy không phải là loại hình kiến trúc quá mới mẻ, nhưng mẫu nhà biệt thự tân cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt. Nhiều chủ đầu tư đã lựa chọn xây mẫu biệt thự này để tôn lên sự sang trọng, đẳng cấp cho tổ ấm của mình. Các kiến trúc sư Thảo Lương Home đã kết hợp hài hòa theo một tỷ lệ tuyệt vời giữa phong cách kiến trúc cổ điển và kiến trúc hiện đại, gợi lên sự quyền quý, đẳng cấp cho không gian nhưng cũng không kém phần hiện đại và tiện nghi. Biệt thự tân cổ điển không cầu kỳ, rườm rà và quyền quý như phong cách biệt thự cổ điển, mà chỉ thể hiện nét đẹp cổ kính, nhẹ nhàng, gây ấn tượng bằng các mặt phẳng của tường nhà. Tiếp theo, chúng tôi muốn gửi đến quý vị những mẫu biệt thự mái Thái. Đến với mẫu biệt thự này, chúng ta sẽ thấy vẻ đẹp hào hoa và sang trọng được thể hiện rõ ở phần mặt tiền. Đặc biệt, kiểu kiến trúc gồm nhiều tầng mái xếp chồng lên nhau tạo cho công trình sự bề thế, uy nghi hơn hẳn những kiểu nhà mái khác. Mái Thái có độ đùa ra lớn, bao bọc kiến trúc căn biệt thự tạo sự vững chắc, an tâm. Bên cạnh đó, mái nghiêng tôn lên chiều cao thanh thoát, lại thoát nước nhanh, rất hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa tại nước ta. Ngoài những vẻ đẹp và điểm phù hợp trên, hệ mái Thái còn thêm điểm cộng là rất tốt trong phong thủy. Đã có biệt thự tân cổ điển và biệt thự nhà mái Thái thì đương nhiên không thể bỏ qua mẫu biệt thự được thiết kế theo phong cách nhà mái Nhật đang làm mưa làm gió trên thị trường nhà đẹp gần đây. Mái Nhật là sự kết hợp giữa hai nền văn hóa Á, Âu. Nó tương tự kiến trúc mái Thái nhưng độ dốc, kiểu dáng lại giống mái ngói châu Âu. Mái Nhật thiết kế tỏa đều nhiều hướng, tạo sự cân đối, hài hòa như cách sống của người Nhật. Bản thiết kế biệt thự mái Nhật hiện lên mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng đậm thấm. Biệt thự kiểu Nhật thường hướng đến không gian mở với hệ cửa sổ, cửa đi lớn, kết nối với thiên nhiên. Những chất liệu thiên nhiên từ gỗ, đá được tận dụng tối đa trong bản thiết kế. Biệt thự kiểu Nhật hiện đại với đường nét thiết kế đơn giản, dứt khoát, lối kiến trúc thanh thoát càng làm cho căn biệt thự nổi bật, càng tôn lên vẻ đẹp gần gũi, nhẹ nhàng khiến ai đi qua cũng bị thu hút. Cuối cùng, có lẽ không thể không bỏ qua vẻ đẹp hoành tráng của biệt thự Sơn Vương. Sở hữu vẻ đẹp độc lạ với những đường nét thiết kế tinh xảo và sự kết hợp táo bạo của các kiến trúc sư, những mẫu biệt thự này đã trở thành công trình kiểu mẫu làm sao xuyến biết bao trái tim yêu nhà đẹp. Các mẫu nhà biệt thự Sơn Vương đều có ưu điểm rộng rãi, thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên, giúp cho chủ thoải mái, thư thái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài ra, Sơn Vương biệt thự có mẫu thiết kế sang trọng với đầy đủ tiện nghi và công năng khoa học, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho cả gia đình với không gian thoáng mát, trong lành và yên tĩnh. Vừa rồi là bộ sưu tập top 100 mẫu thiết kế biệt thự sang trọng đẳng cấp nhất năm 2022. Hy vọng những mẫu thiết kế này của Thảo Lương Home sẽ là lựa chọn hay, gợi ý thú vị giúp quý vị hình thành ý tưởng cho mẫu nhà của gia đình mình. Trong các video khác, Thảo Lương Home tiếp tục sẽ giới thiệu đến quý vị những mẫu biệt thự đẹp khác
Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi video của chúng tôi, luôn đồng hành cùng Thảo Luân Home. Còn bây giờ, Thảo Luân Home xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp.